Thưa quý vị, theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, thì từ đầu năm đến ngày 20 tháng 1 2019 vừa qua, tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 lĩnh vực ở Việt Nam, trong đó dẫn đầu là lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo với tổng số vốn đạt 1,19 tỷ đô la Mỹ, chiếm 62,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp sau lần lượt là lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản. Về đối tác đầu tư, Nhật Bản giữ vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư gần 364 triệu đô la Mỹ, chiếm 19%. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 349,1 triệu đô la Mỹ, chiếm 18,3%. Trung Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 307,8 triệu đô la Mỹ, chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư. Vốn đầu tư ngoài đổ vào 39 tỉnh thành phố được đầu tư nước ngoài, trong đó thành phố Hồ Chí Minh thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất. Tiếp đó lần lượt là Bình Dương, Hải Dương.